Dimagi. Kỳ tâm sự về Tết này, đối với tôi thì Tết đúng là hết sẩy. Dù là bận bịu nhà cửa phải chăm nom, nhưng mà tôi vẫn yêu Tết vì Tết được ăn ngon. Từ cô sinh viên đến anh công chức, mỗi người nấu Tết là một công thức. Nghệ sĩ hài, cô người mẫu hay chàng rapper, lại đây thì làm chef xem ai là master. Cô nghệ sĩ hài tất nhiên là hài hước, cách cô nấu Tết tựa như là bài thuốc. Ai đang buồn cô chữa chỉ trong 10 giây, ăn món Tết cô nấu và thế là cười ngay. Nêm nêm đậm đà trong món ăn cô nấu, vì tính cô mặn mà cô vẫn bảo nấu ăn ngày Tết là để xua đi điểm xui. Vậy nên trong một Tết cô nấu tràn đầy niềm vui. Xuống bếp ngay thôi nào nào, mình cùng nấu Tết lên thôi nào nào, nấu Tết lên thôi nào nào. Ôi ngon ơi là ngon, và rồi thì mình lại cùng xuống bếp ngay thôi nào nào, mình cùng nấu Tết lên thôi nào nào. Giữa biết bao gia vị là không được quên là ta cần cho thêm tình yêu. Một bữa cơm ngày Tết thơm mùi gạo tám, đủ để anh biết em nấu như cách em tạo dáng. Bày trí theo phong cách thật là thướt tha, còn hương vị làm cho bao chàng trai phải suýt xoa. Nhìn em nấu Tết sao mà xinh thế, em chuẩn bị mọi nguyên liệu thật là tinh tế. Em bảo em thích dùng Maggi nước tương, để trông em luôn xinh đẹp mỗi khi đứng trước gương. Đừng gọi anh là chàng rapper gấu, bởi vì trông rất đáng yêu khi chàng rapper nấu. Trên sân khấu flow của anh nó cứ ao ao ao, ở trong bếp theo giai điệu tay anh xào xào xào. Nấu phong cách khi anh thêm vào gia vị mà anh yêu thích thì nó luôn là Maggie. Một mình anh gần hết mâm cơm tất niên, rapper nấu Tết là phải có chất riêng. Yeah. Xuống bếp ngay thôi nào nào, mình cùng nấu Tết lên thôi nào nào, nấu Tết lên thôi nào nào. Tạo ra một năm đẹp tươi, và rồi thì mình lại cùng xuống bếp ngay thôi nào nào, mình cùng nấu Tết lên thôi nào nào, nấu Tết lên thôi nào nào. Cùng nhau tạo ra đổi thay để năm nay là xoan. Xuống bếp ngay thôi nào nào, mình cùng nấu Tết lên thôi nào nào, nấu Tết lên thôi nào nào. Ôi ngon ơi là ngon, và rồi thì mình lại cùng xuống bếp ngay thôi nào nào, mình cùng nấu Tết lên thôi nào nào. Giữa biết bao gia vị là thì không được quên là ta cần cho thêm tình yêu. Nấu ăn phải có âm nhạc đúng không ạ? Nấu ăn là phải có âm nhạc. Jackie xin gửi lời chúc đến tất cả các quý vị đang theo dõi livestream một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc, thật nhiều trải nghiệm mới, và quan trọng nhất là một năm mới thật thành công. Minh Tú xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn đang xem livestream một năm 2021 gặp nhiều điều tốt, đơn tới là chốt, hốt vàng hốt bạc. Wow. Năm mới thì Thu Trang xin chúc cho quý vị khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công nhiều hơn năm 2020 này, và quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, tại vì có sức khỏe thì mình có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời. Cảm ơn chị Thu Trang rất nhiều, cảm ơn Minh Tú và cảm ơn Jackie và riêng Thanh Duy. Thanh Duy chỉ muốn chúc quý vị khán giả là chúng ta hãy lan tỏa cái tình yêu nấu nướng của mình, cái năng lượng tích cực của mình thông qua việc nấu nướng, và cùng nhau chúng ta lan tỏa những tình yêu thương của chúng ta dành cho những người xung quanh, đúng không ạ? Và một lần nữa xin chúc cho mọi người sẽ có một năm mới thật là nhiều hạnh phúc và viên mãn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Ngon ơi là ngon, và rồi thì mình lại cùng xuống bếp ngay thôi nào nào, mình cùng nấu Tết lên thôi nào nào. Giữa biết bao gia vị là thì không được quên là ta cần cho thêm tình yêu.